Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nàng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện dài Như Lai chân thiện nghiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tịnh thất Quan Âm cũng như viện chiên tu và đang online trực tiếp trên cái app Vô Lượng Thọ trực tuyến TV toàn cầu, cũng như xem trên trang web vô lượng thọ.vn, trang web vô lượng thọ ussa.com. Thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn trở lại cái đạo tràng trên không trung là buổi sáng lúc 5 giờ sáng giờ Cali. Hôm nay đổi giờ lùi lại 1 tiếng đồng hồ, lúc trước là 6 giờ sáng giờ Cali thì 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay 5 giờ sáng giờ Cali thì 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thì bên New York thì 8 giờ sáng. Thì hôm nay thức dậy cũng sớm vì mỗi lần có một công việc Phật sự, dầu là giảng về tịnh thất Quan Âm mà ngồi giảng trực tiếp trên cái app Vô Lượng Thọ mà quý vị không thấy mặt của Giác Nhàn. Tuy nhiên khi có một cái công việc Phật sự, dầu là việc giảng về tịnh thất Quan Âm cũng như là họp về tịnh thất Quan Âm cũng như là lo lắng cho đại chúng, dầu là một chú nào đó vân vân, cũng như hôm qua định lo cho thầy Nhận Từ đi về quê làm cái batchbo để mà thầy đi Ấn Độ cúng dường Thiên Tăng, thấy thầy còn ít có đi ra ngoài, Giác Nhàn lại khuyến khích kêu thầy đi mà thầy cũng không muốn đi. Thì tự nhiên vừa nói đến thầy đi vậy thì suy nghĩ ra liền là sắp xếp cho thầy chuyến đi về quê để thầy tổ chức cộng tu ở tại quê của thầy trong một ngôi chùa, nói thầy nhận lời đồ qua sắp xếp xe 7 chỗ cho thầy đi. Thì không phải thầy có yêu cầu muốn như vậy nhưng mà tự nhiên trong thâm tâm thấy thầy điểm cũng nhiều, ít có đi ra ngoài mà tu tập thì cũng rất là tốt, tính trầm tính, và đặc biệt nhất đó là ở viện chiên tu khi mà trên tỉnh thất có việc rắc rối thì Giác Nhàn vừa hỏi thầy nào chú nào phát tâm lên tỉnh thất để lo phụ với Giác Nhàn thì thầy là người giơ tay đầu tiên xưng phong. Thì tấm lòng thầm tình hy sinh dấn thân phụng hiến không phải nói ra mà tự nhiên Giác Nhàn cảm được. Tuy nhiên thầy gọi lại kêu thôi không cần về quê, ở trên xã Hiệp An hay trên Lâm Đồng vẫn có thể làm bát bò được, mình có tạm trú là làm được, không cần về thường trú. Coi như thầy cũng không có muốn về quê, chỉ muốn ở tại tỉnh thất cộng tu thôi. Thì đây là những người mà Giác Nhàn thấy họ ít có khởi niệm. Những người nào mà ít có khởi niệm thì cái tâm họ thanh tịnh thì cảm ứng đối với những người thanh tịnh. Còn cái tâm những người mà khởi niệm nhiều đó thì họ sẽ cảm ứng đối với những người khởi niệm. Nói ra chắc là ai cũng hiểu điều này. Khởi niệm thì nó có hai cái niệm, niệm chánh và niệm tà. Vì vậy cho nên nếu mà mình niệm sai trái, niệm vọng động phân biệt chấp trước
chắc chắn nó sẽ đồng với cái tần số của những người niệm mà sai trái phân biệt chấp trước phiền não khổ đau, thì từ cái niệm đó nó dẫn mình đi đến một cái cảnh giới đó, nó gọi là pháp giới tánh, mà nó sẽ đưa mình đi đến cái pháp giới tướng, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tự nhiên vừa rồi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, thấy mình không phải chấp tướng, nhưng mà thấy cái tâm thức của Ngài khai mở cho giác nhàn rất là nhiều. Và từ cái lúc đó đến đây, thấy cái tâm thức của mình nó rất là thanh tịnh, và cái lời pháp nó có cái cảnh giới nâng cao, cũng như là tự nhiên giác nhàn nói đến cái chỗ mình cũng hơi giật mình chút xíu. Đó là vì sao cái tâm của những người khởi niệm không tốt sẽ gặp cái người không tốt. Cái tâm khởi niệm của những người tốt sẽ gặp người tốt. Cái đó là nguyên lý tất yếu. Cho nên không phải giác nhàn tự nhiên thiên vị nghĩ về thầy Nhuận Từ nhiều. Dĩ nhiên cái hành động, cái sự việc của thầy đã trôi qua là từ khi viện chuyên tu đi lên tỉnh Thất Quan Âm. Nhưng mà do cái tâm của thầy thanh tịnh, nó cảm đến cái tâm của giác nhàn. Lẽ dĩ nhiên ở đây không phải nói thầy Nhuận Nguyện, thầy Nhuận Lạc, thầy Nhuận Huy, tất cả đại chúng không thanh tịnh, giác nhàn không tiếp xúc, không phải. Mà cái quy chế làm việc của giác nhàn là chỉ có tiếp xúc một người đó người ta thưa lại với mình thì nó chính xác công việc, còn hai người thì hai ý tưởng nó khác liền. Vì vậy hôm nay thầy là người lên giảng đầu tiên buổi sáng, giác nhàn ngồi nghe hết buổi giảng của thầy thì thấy rất là hoan hỷ. Cái tâm của thầy nói rất là bình dị, đơn giản, dễ hiểu, dẫn chứng một vài cái câu chuyện rất là tế nhị trong cái sự sinh hoạt của đại chúng. Vì vậy cho nên hôm nay giác nhàn hết sức là tán thán cái công đức của quý thầy phát tâm lên chia sẻ những cái buổi giảng rất là lợi ích cho chúng sanh. Giác nhàn ngồi vui trong lòng, giống như người con của mình ở ngoài đời đó, mà đi học hành đỗ đạt. Và người con của mình đi học hành đỗ đạt và họ có được cái nghề nghiệp, họ có được đồng lương, họ mang về, họ lo cho anh em gia đình, họ lo cho cha mẹ cuộc sống được sung túc, thì cha mẹ rất là vui. Tuy nhiên trong thời đại hôm nay kiếm những người này cũng hơi khó, vì khi họ lớn lên, họ có gia đình thì họ chỉ có lo cho vợ con của họ, và họ để toàn tâm vô trong vợ con của họ. Họ bớt cái ý niệm, họ chia sẻ bớt đi cái ý niệm cha mẹ, anh em máu mủ ruột thịt. Họ dồn qua hết bên vợ chồng. Âu đó cũng là oan gia trái chủ, gọi rằng là bốn điều mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, trả nợ đòi nợ, báo ân và báo oán mà thôi, nó cũng đi theo cái nguyên lý của nhân quả. Vì vậy cho nên hôm nay trong thâm tâm vô cùng hoan hỷ, cảm nhận thấy cái tâm của đại chúng bắt đầu thanh tịnh lại, cho nên giác nhàn trong lòng giảng về rất là hoan hỷ. Lẽ dĩ nhiên lúc trước không phải là không hoan hỷ, lúc trước cũng hoan hỷ nhưng mà nó hơi gượng gạo một chút, là bởi vì mỗi khi giảng thấy quý chú vắng, Phật tử vắng, rồi nhìn về cái khu hộ niệm, cái phòng hộ niệm cũng vắng, nhìn về cái chánh điện, nhất là cái ngày chủ nhật Phật tử về đông, mà thấy quý thầy mất công việc Phật sự vì lo việc này việc nọ, các chú lại quên đi cái chánh điện là cái chính, mà Phật tử về thì thấy vá quắng. Cho nên trong lòng nó cũng bùi ngùi. Bùi ngùi là bởi vì mình lập ra một cái quy trình và một cái pháp hội để cho ngày chủ nhật về cộng tu là chính. Nhưng mà mấy chú mấy thầy không có hiểu được cái tâm của thầy, lấy cái việc phụ đi nấu ăn nấu uống giữ xe làm chính mà quên đi cái chánh điện.
Cho nên vừa rồi Nhàn mới nhờ thầy Nhuận Từ ra nói vài câu ở ngoài chánh điện chính, người ta hoan hỷ vô cùng. Cho nên những cái việc mà khi thầy làm đó gần như là nó lưu xuất từ tự tánh, lưu xuất từ tự tánh, từ việc nhỏ đến việc lớn, cũng như cái việc hôm qua hợp chúng là cái việc lớn lắm, mà nhờ cái hợp chúng họ hôm qua mà mấy thầy mấy chú mấy cụ cảm được cái tâm của thầy. Ngày hôm nay thầy nhìn về, thầy thấy thầy Nhuận Huy, thầy Nhuận Lạc, thầy Nhuận Nguyện, thầy Nhuận Từ, bốn thầy ngồi ở đằng trước, rồi chú Phú, rồi chú Nhuận Hậu, rồi chú Nhuận Biện, rồi chú Thánh Tuệ, vân vân. Một số các chú tu rất là thích thầy nhiếp chúng, nhất là chú Thánh Tuệ, rất thích thầy nhiếp chúng để cho chúng được an định. Nhưng mà lúc trước thì vì công việc Phật sự bên này nó nhiều quá, 35 cái pháp hội thầy đi trải trường về thầy bị đuối, nghĩ lại thấy nó hãi hùng, sợ luôn. 35 cái pháp hội mà mình đến những cái nơi cái giờ giấc nó thay đổi á, vất vả vô cùng. Có những nhà Phật tử mình đến mình tổ chức như ở bên Atlanta đó, thì đến nhà của ảnh thì anh này ảnh có hai đứa con, nó khóc, nó giỡn, nó chạy, nó la tối ngày không ngủ được. Và khi đến mình ở nhà họ, nó khác với cái nhà của mình, nó cũng không có được cái thanh tịnh. Trong nhà họ cũng không có tu được thanh tịnh như nhà của mình. Mình không phải chấp, nhưng mà mình thấy cái năng lượng từ trường nó khác. Mình phải cố gắng chịu đựng chờ đợi để mà đúng ngày giờ ra cái pháp hội để mình giảng. Không phải một Atlanta mà nhiều nơi lắm, nhất là đến Hồng Kông. Chỗ đó sao mà bữa nay mình trở về lại Hồng Kông thấy nó xô bồ, nó đông đảo, rác rến, nó dơ giấy, phòng ốc thì nhỏ, khách sạn thì nó dơ giấy bẩn thỉu. Không hiểu sao mình lại ở đó được. Đó là vì chúng sanh. Tuy rằng đi suốt trong 1 năm rưỡi ba mươi mấy cái pháp hội rất là vất vả, đến đó gần như là sức cùng lực kiệt. Về tới Nhật Bản là coi như là đi không nổi, chóng mặt chóng mày, xính rính đi không nổi. Về lại đây nghỉ suốt mười mấy ngày mà trong lòng cứ muốn giảng, muốn giảng. Nhưng mà không biết cái năng lực gì nó cản. Cái năng lực gì nó cản, tức là cái tâm đồng cảm của các chú các thầy tỉnh thất nó không có mãnh liệt như lúc trước nữa, và nó không có đồng cảm như lúc trước. Vì mỗi lần lên giảng thì thấy vắng một số các thầy các chú đi đâu, cho nên khiến sao đó rồi hồi hôm qua tổ chức pháp hội nó cũng đuối. Suốt từ 1 giờ đến 5 giờ rưỡi là 4 tiếng rưỡi, gần 5 tiếng đồng hồ không ra giải lao luôn. Sợ ra giải lao thì họ bỏ họ đi về bớt là một. Thứ hai nữa là trời tối quá, tội nghiệp Phật tử. Mình phải chấp nhận chịu chặn ngồi đó suốt từ 1 giờ cho tụng kinh 48 lời nguyện xong cái là niệm Phật suốt luôn cho đến 5 giờ mấy. Giảng xong là đến 5 rưỡi 6 giờ về nằm sủi lơ luôn. Vì mình nghĩ đến lợi cho chúng sanh mà mình quên thân mình. Không hiểu sao cái tâm trạng của mình hy sinh như vậy. Không biết có ai hiểu nổi tấm lòng của mình hay không. Chắc là Phật Bồ Tát hiểu. Và hôm nay các thầy, các chú, các cụ hiểu được cái tấm lòng của thầy. Tuy rằng mình chưa có thần thông như hồi nãy thầy Nhuận Từ nói, chưa có thần thông cho nên chưa biết cái bà cụ đó, bà nói bà tu tốt mà sau đó rồi bà mới cãi lộn nhau. Thầy cũng chưa biết cái, chưa có thần thông, chưa biết được cái tâm của quý vị cảm được hay không. Nhưng mà ngay giây phút bây giờ và ở đây, thấy quý thầy lên đông ngồi dầu cho quý thầy buồn ngủ, như hồi nãy thầy Nhuận Từ nói, buồn ngủ một bà cụ đó cũng thể hiện là Bồ Tát buồn ngủ, Bồ Tát ngủ gục. Thì bây giờ cũng không biết là quý chú quý thầy lên là hoan hỷ hay là chịu trận. Bởi vì mình đang có ý niệm tối mỗi đêm là mình phải chơi game, hoặc là mình nghe điện thoại, hoặc là mình làm cái việc gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ bắt mình lên ngồi đây. Mà vì hôm qua thầy ổng năn nỉ quá rồi, sợ phạt rồi sợ đi kiểm tra, cho nên bây giờ lên ngồi đây không biết là có hoan hỷ hay là không hoan hỷ thì mình cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên hôm nay chắc là các thầy, các chú, các cụ hoan hỷ là do hôm qua giác nhàn quá là tha thiết đi, gần như là năn nỉ. Nhất là cái phòng hộ niệm mà họ hôm qua
Hồi hôm kia Giác Nhàn thấy đại chúng á, niệm Phật một ngày một đêm trong lòng nó vui mà rơi nước mắt, thực sự rơi nước mắt. Bởi vì cái tâm trạng của Giác Nhàn quý vị không hiểu đâu. Bây giờ mình nhìn về tỉnh thất nó thèm khát giống như là đi trong bãi sa mạc. Bao nhiêu năm trời mà không có nước uống, chứ không phải là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thèm khát một giọt nước, giống như là thèm khát về tỉnh thất Quan Âm. Niệm một đêm, một ngày một đêm, cũng như là hộ niệm, cũng như là khai thị, cũng như tu chung với chúng. Đây là nói chân thật. Quý vị biết cái tâm trạng của thầy khi khai sơn lập địa cái tỉnh thất Quan Âm là một cái tâm trạng mà để toàn tâm từ năm 2000 đến bây giờ, đâu phải là không có kỷ niệm đâu. Cái kỷ niệm nó sâu sắc lắm. Mà lý do bây giờ vì sao không về? Vì cũng là các cụ, các chú, các thầy. Các cụ là do không phải là nhà dưỡng lão, mà chính quyền thì nói rằng phải xây nhà dưỡng lão, thì mình không có cái điều kiện và không có thời gian kịp để mình xây nhà dưỡng lão. Mà các cụ vô đông quá, họ bắt phải về, về lại nhà. Mà nếu mà thầy về thì chắc chắn rắn có đầu thì họ chụp cái đầu rắn, họ chụp đầu thầy để cho họ bắt các cụ phải về. Thầy không muốn các cụ phải về rời khỏi tỉnh thất Quan Âm mà thầy phải đi ra một phương trời hải ngoại. Không phải mình lánh, mình tránh, mình né và mình sống sai với pháp luật. Mà đây là Phật lực gia trì thầy qua đây để mà thầy làm một Phật sự khác. Còn cái duyên của các cụ ở được hay không, đó là do cái duyên của chính quyền, của giáo hội và cái duyên của đại chúng công phu tu tập, cái công đức đủ để chư Thiên Long Thần hộ pháp, chư Phật gia trì hay không. Chứ không phải là mình làm sai là đem các cụ vô đây nhận tiền, nhận bạc, các cụ khổ đau, rồi mình không có cho nhà ở, mình cho các cụ là ăn thiếu, ăn thốn, mặc rách, mà lấy tiền các cụ trốn bỏ đi. Rồi mình đem các cụ vô gây rắc rối trật tự an ninh, biểu tình, rồi làm xào xáo ở trong một cái địa phương không có một cái sự thanh tịnh an bình, rồi mình trốn mình bỏ ra đi. Hoàn toàn không có như vậy phỏng quý vị. Mà các cụ về đây không phải đóng một đồng bạc nào hết. Con cái đồng lòng đem lên trên này gửi. Rồi các vị Bồ Tát, Phật tử đem tiền, đem bạc đến đây cúng cho các vị ăn, thì cái đạo tràng này nó cảm ứng đến chư Phật rồi. Đúng như lý như pháp rồi. Cho nên thành ra các vị mới ổn định và tồn tại đến hôm nay. Đó là thầy đi là vì các cụ, vì Phật gia trì và vì nơi nào Phật Pháp cần thì thầy đến. Khi đến bên này thì thấy hầu như tất cả các chùa ít có mở niệm Phật đường. Thì từ năm 2015 mãi đến hôm nay mở cái niệm Phật đường mà thuê chứ không phải là xây. Mở một cái niệm Phật đường 48 người cho họ niệm Phật mỗi ngày. Thì mãi đến hôm nay mới gom được 300 người đăng ký để họ đi tu mỗi ngày. Và mới chủ nhật vừa rồi đã gom được số lượng 300-400 người. Rồi bắt đầu mới gọi điện từng người để năn nỉ họ và sắp xếp cho họ cái ngày giờ để họ đến họ tu. Họ đồng ý hết, có số lượng người rồi, bắt đầu mới đi thuê cái hội trường, sửa lại cái hội trường mà chút xíu thôi, nó chưa bằng với cái chánh điện ở quý vị đang ngồi, không bằng đâu, chỉ bằng 2 phần 3. Bắt đầu ngăn phòng ra, ngăn ra cho 48 người tu, rồi ngăn ra cái chỗ ăn cơm, ngăn từng chút ra. Mà cơm thì bây giờ nấu ở đâu, phải phải đi đặt cho cái quán cơm chay, đi sang hải ngoại đó. Đó là chuyện kể một chút xíu nhỏ trong muôn vàn cái điều suy nghĩ để hình thành một cái niệm Phật đường 48 người mà họ đi đi về về chứ không phải ở luôn. Cho nên đi sang hải ngoại xứ lạ quê người là một cái công việc Phật sự thực sự nó khó khăn vô cùng. Nhưng mà thầy thì thích cái khó như thế. Chứ không có muốn dễ dãi ăn không ngồi rồi giải đãi. Luôn luôn trong tư tưởng suy nghĩ phải làm sao dấn thân hy sinh phụng hiến làm lợi chúng sanh để mình lấy cái công đức đó hồi hướng những cái nghiệp lực của mình cũng như hồi hướng cho tâm nguyện của mình đã thành tựu được, đó là khi mãn báo thân này ngồi lên đài vạn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
chứ không phải làm vì danh, vì lợi, vì một cái gì cả. Nhưng mà Giới Ngàn thấy một cái điểm đó, nếu mà nó cảm ứng được thì tự nhiên cái công việc mình rất là suôn sẻ. Cũng như lúc trước Phật tử ở San Jose này họ đến, thì cái thời gian họ đến nó lèo tèo lắm. Lèo tèo nghĩa rằng họ đến nó không có đúng giờ, giờ dây thun đó, nó không có đúng giờ. Thì thầy tự nhiên có cái phương án là đi Hoằng Pháp phương xa để 3 tháng mới tổ chức một lần. Bây giờ người ta thấy thèm khát, người ta đến rất đúng giờ mà đông thiệt là đông hơn những cái lớp pháp hội lúc trước, những ngày bình thường tổ chức cộng tu giống như vậy. Thì thấy cái tâm họ bắt đầu cảm với mình rồi, mình mới hứng lên để mình tổ chức cái niệm Phật đường mà gọi rằng là hàng ngày. Vì vậy cho nên chúng ở bên đó rất là đông, nhưng mà để sắp xếp mời như hai chú đó để mà sang để mà giúp việc á, thì cả một cái vấn đề sắp xếp cái thời gian chứ không phải là dễ. Thành ra Giới Ngàn nói như vậy để biết rằng cái tịnh thất Quan Âm, cái công sức mình gây dựng từ không người một mình lên trên tịnh thất Quan Âm khai sơn lập địa đến bây giờ có người, đây là một cái tài sản quý giá. Vì nếu mình có vài chục triệu đô, vài trăm tỷ đi, thì mình xài nó hết, mình làm phước, phước đó cũng là phước hữu lậu thôi. Nhưng mà nếu mà có con người trong này hàng ngày họ tụng kinh, họ niệm Phật á, đây là công đức vô lậu. Ảnh hưởng đến bản thân họ, ảnh hưởng đến môi trường họ đang sống, ảnh hưởng xung quanh con người đang sống, và ảnh hưởng trên toàn thế giới đi qua cái app Vô Lượng Thọ trực tuyến TV toàn cầu, cũng như là trang web vô lượng thọ.vn, trang web vô lượng thọ USA. Một con người khởi một niệm ra công phu, cũng như hôm nay ngồi nghe Pháp, nó có sức ảnh hưởng toàn cầu. Vì sau cái buổi giảng của thầy là rất rất nhiều người người ta xem lại, người ta tùy hỷ công đức là một. Thứ hai, nó ảnh hưởng đến Giác Nhàn. Vì Giác Nhàn là người gây dựng và thành lập một cái môi trường đó, một cái quốc độ đó. Cũng như là mình, thí dụ như là tài giỏi có phước báu, mình giảng hay rồi mình hướng dẫn người ta tu ăn lạc, người ta cúng dường, mình đem tiền đó mình bỏ vô ngân hàng, thì mình chỉ hưởng được cái lợi, cái quê lợi, cái phước báu hữu lậu đó, đó là cái quê lợi đó thì vẫn là phước báu hữu lậu. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái khả năng của mình giảng, cái khả năng của mình thiết lập cái câu Phật hiệu người ta thích, đó là một sản phẩm ở ngoài thương trường gọi là một sản phẩm mà nhiều người ưa chuộng. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ mình soạn trở lại, rồi một cái pháp hội, một mô hình, một cái lễ lại vân vân, người ta hưởng ứng. Rồi mình có tiền đó mình đi để mình kinh doanh làm ăn, không nuôi đại chúng, thì gần như đó là mình lấy cái pháp vô lậu để nó sanh ra cái công đức, rồi mình lấy cái công đức, cái phước báu đó mình làm cái chuyện hữu lậu, là mình không nuôi đại chúng, chỉ ngày tổ chức ngay tu ngày chủ nhật thôi, rồi đại chúng về cúng mình cất đó nuôi 5-3 bà già, 20 bà thôi, không có đâu. Thì cái công đức đó nó không có bằng mình dang rộng vòng tay để đón nhận những tấm lòng của những người phát bồ đề tâm cầu vãng sanh Tây phương cực lạc. Thì cái công đức này là thù thắng vô lượng vô biên, cảm đến chư Phật, chư Phật sẽ gia trì tiếp cho mình. Gặp nạn nặng thành nạn nhẹ thì biến mất. Và cảnh giới mình bắt đầu từ từ nâng cao. Cho nên quý thầy mà hôm nay hưởng ứng, các chú hưởng ứng, các cụ hưởng ứng trong cái tịnh thất Quan Âm, trong lòng của thầy thực sự nó cảm động vô vàn. Vì qua đây rồi lập một cái đạo tràng không phải là dễ. Khó đó. Mà 48 người mà họ đi đi về về thôi nha, là 9 giờ sáng đến 4-5 giờ chiều thôi đó, mà cả một kỳ công. Vì nhân sự cũng như là cái điều kiện luật pháp vân vân mọi thứ mình phải nghiên cứu cho kỹ bên này. Cho nên thầy tính tới tính lui, thầy nhìn về tịnh thất Quan Âm trong lòng nó cảm động. Rồi những buổi giảng của mình không biết rằng về sau các chú các thầy có tiếp tục hưởng ứng như vậy nữa hay không. Nếu tấm lòng của mình cứ chân thật, cung kính các vị Bồ Tát, hết lòng để mình
gọi về để mình chia sẻ thì chắc chắn từ từ chúng nó sẽ nhiếp lại. Vì vậy trong thâm tâm muốn tổ chức sắp xếp cho đại chúng làm sao 1 tháng 2 kỳ tổ chức cái niệm Phật 1 ngày 1 đêm, cái chánh điện lớn bên ngoài như vậy đó, chỉ có làm những cái lễ lớn từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là đại chúng đuối rồi. Mà không biết làm sao cái lực trong cái phòng trợ niệm 24 tiếng đồng hồ người ta vẫn đi mà nhìn gương mặt sắc diện của họ rất là hoan hỷ. Thì Văn Nhàn nhìn về, Văn Nhàn cảm được những con người này, rồi tự mình suy nghĩ ra nâng cao thêm một bước nữa là cho họ tu 1 ngày 1 đêm, thêm 1 ngày nữa trong 1 tháng. Rồi từ từ 1 tháng đó có 4 ngày từ từ tăng trưởng lên. Một thời gian những người không phải vô phòng hộ niệm nằm đó để niệm Phật giảng sanh, mà chính những người đang đi kinh hành người ta đứng mà người ta vãng sanh. Cái này có rồi đó. Và Thượng Tịnh Không nói đệ tử ngài Đế Nhàn ông Thợ Vá Nồi đó đứng mà giảng sanh. Hôm nay mình đi vô hộ niệm không những là hộ niệm cho người đang nằm đó mà chính mình hộ niệm cho mình để mình giảng sanh. Đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tâm của mình bừng sáng lên và thấy Phật Di Đà trước mặt cầm đài vàng đang đứng tại đó, mà cái tâm thức mình nó bước ra khỏi cái thân, ngồi lên đài vàng ra đi, đứng tại chỗ đó dễ vô cùng. Cái lực của đại chúng ở đây thừa sức để chuyển cho quý vị, nhưng quý vị có chịu hay không thôi. Cái môi trường ở đây, cái hoàn cảnh ở đây, cái sự sống ở đây là một cái trạm trung chuyển thừa sức giúp cho quý vị. Nhưng quý vị có buông xuống, có chịu hay không thôi. Thầy nói không phải tự mãn đâu. Cả nước Việt Nam không có kinh doanh gì hết cả mà có một ngôi chùa đó hoàn toàn để mà cho đại chúng với số lượng người này để mà hàng ngày họ tu là không thầy nào dám làm. Không dám làm chứ không phải rằng là làm không được. Như vậy Tịnh Thất Quan Âm họ nhìn về họ thấy quá rõ. Mà thầy cũng nói nhiều, mà mình nói ở đây không phải là mình khoe khoang. Tại Tịnh Thất Quan Âm đã làm được, mà kêu bây giờ ở tại nước Việt Nam mà làm một cái như Tịnh Thất Quan Âm, có tiền có bạc đổ của về xây dựng một cái ngôi chùa như Tịnh Thất Quan Âm, thì xây dựng cái vỏ là cái hình thức được, đó là cái cơ sở hạ tầng thờ tự được. Nhưng mà xây dựng cái tâm, cái chùa trong tâm của các vị hiện hữu đang ngồi tại đây không thể nào làm được nữa. Nó qua cái chu kỳ nó rồi, nó qua cái thời nó rồi. Thì nói như vậy để cho quý vị biết rằng cái may mắn hy hữu trăm ngàn ức kiếp của mình hôm nay được ngồi ở đây, vì thầy mình không thể lập được cái đạo tràng thứ hai. Mình đi trong nước Việt Nam và đi trên toàn thế giới là không thấy rồi đó, không có rồi đó. Tuy nhiên mình vẫn rất là thờ ơ, có một số người rất thờ ơ. Nhiều lúc buổi sáng không làm gì cũng không lên công phu thì thôi mình vẫn chấp nhận. Nhưng buổi tối thì có nhiều lúc không thấy, nhìn về nó buồn bã vô cùng. Sao mà họ, cái cơ hội của họ lớn quá mà họ không có nắm bắt cơ hội. Còn mình đã qua cái cơ hội rồi, mình muốn trở về lại không được. Dĩ nhiên mình không phải là mình bị cắn rứt lương tâm trở về không được, sợ sệt. Mình không phải là mình không an lạc mà mình quay trở về đó mình tu để mình an lạc. Rất an lạc. Tùy duyên tùy cảnh. Có cảnh nào mình hưởng cảnh đó, có duyên nào mình hưởng duyên đó. Đi tổ chức pháp hội vẫn an vui. Tuy rằng thân thể rất là mệt nhưng mà vẫn an vui. Và đưa ra một cái phương hướng để tiếp tục cho chúng sanh ở bên này họ tu tập để họ giảng sanh. 48 người ở trong đó cho họ niệm 3 năm, có những người họ phát Bồ đề tâm, mỗi ngày họ vô trong 30 48 người đó có thể tăng lên thành 60. Đó là cộng tu. Nghe pháp mỗi chủ nhật là 100 người. Thì trong 48 người đó
Có thể 1 năm đến 3 năm, có những người họ niệm câu Phật hiệu, họ thấm vô tâm rồi, căn lành họ đã sâu sắc rồi, họ xin mỗi ngày cho tăng thêm từ 49 đến 60. Mỗi ngày họ có, họ đi 3 năm, có khi 3 tháng, có khi 1 năm, họ đứng trong niệm Phật đường này họ vãng sanh. Văn nhà muốn nhắm đến cái này. Vì Hòa Thượng Tịnh không nói là thầy tinh, không phải bệnh hoạn, không phải là chết kêu là vãng sanh, mà thực sự người vãng sanh họ sống mà vãng sanh, họ sống mà họ về với Phật. Cho nên những người mà được kết duyên nghe qua lời giảng của thầy thành chủng tử, khởi được tín tâm, thì những người này có những cái phúc duyên. Nếu họ không vãng sanh, họ cũng sanh vô cõi lành, đầy đủ phạm hạnh, đầy đủ trí huệ, sanh vào nhà tôn quý. Chắc chắn như vậy. Không phải thầy tài giỏi gì mà thầy đang đi trên con đường lấy cái công đức Phật hiệu trang nghiêm cái pháp thân huệ mạng của họ. Cái câu này sâu sắc. Còn tất cả những người không đi trên cái lộ trình pháp môn tịnh độ theo cái đường lối của Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không, họ đều làm hình thức bề ngoài hết. Họ nói ra là mình nghe thấy bề ngoài rồi. Xây chùa, từ thiện, mở trường học, làm phước thiện vân vân, không có lấy cái công đức Phật hiệu, công đức tụng kinh, công đức lễ Phật, công đức tu hành và giảng pháp để cho họ trang nghiêm cái pháp thân huệ mạng, mà chỉ giúp cho họ cái bề ngoài hình thức thôi, thì cái này bước sang đời khác là vứt đi rồi, coi như là bỏ xó rác rồi, không nhớ gì rồi, mà dẫu cho có nó cũng ước lệ, nó nhỏ 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 hẹp lắm. Tuy rằng Tịnh Thất Quan Âm bây giờ thấy đang ở trên núi nhìn các chú thấy rất là bình thường, nhưng mà không phải tầm thường đâu, phi thường lắm ạ. À, không có phải học hành trường nào, cũng không phải ở chùa cao Phật lớn, cũng không phải có danh tiếng làm trong giáo hội, có chân đứng trong chính quyền hoặc làm một cái việc gì lớn lao, nhưng mà mình chỉ có chân thật niệm Phật ngày đêm tha thiết để trang nghiêm cái pháp thân huệ mạng của mình để về làm Phật. Con người này không phải là tầm thường, con người này phi thường. Phi thường cho nên Phật lực gia trì, bao nhiêu trăm con người này ở đây mà đủ ăn đủ sống là chuyện phi thường. Đáng lẽ bao nhiêu trăm con người này phải làm gì? Phải cày sâu cuốc bẫm, phải ứng phó đạo tràng, đi ra cúng để người ta cho tiền, cúng dường tiền mang về để nuôi đại chúng. Phải lấy lòng kêu gọi, năn nỉ, lên mạng thông báo nuôi các cụ già đang đói, người ta mới mang tiền về, người ta giúp. Mà giúp mà phải lệ thuộc. Khi mạnh thường quân đến là mình phải nấu cơm, mâm cao cỗ đầy, nói với họ ngon ngọt, năn nỉ, rồi cảm ơn, gần như lạy lục họ, họ tiếp tục mang tiền tới. Có đó, một số các nơi nuôi các trẻ cũng vậy, thấy mạnh thường quân đến là lo lắng lắm. Còn mình đây, tất cả mạnh thường quân cũng như Phật tử bình thường nghèo, những cụ mà không nơi nương tựa, bình đẳng. Chính cái tâm này nè mà thầy khai mở đạo tràng, nó mới cảm ứng mười phương chư Phật. Còn bây giờ mình không có nói theo cái bước chân này mà mình làm sai lệch mất. Sợ quá, niệm Phật không ai cúng đâu, bây giờ phải đi ứng phó đạo tràng, đi cúng, phải đi mua miếng đất nào để trồng trọt mới đủ ăn. Thì coi như mình quên mất đi cái kho báu nhà người. Kho báu nhà người đó là kho báu của Đức Phật A Di Đà. Và chính cái kho báu nhà người này mình chân thật, mình chịu nhận, thì cái kho báu nhà người là của Phật A Di Đà trở thành kho báu nhà mình. Đúng không? Cho nên bữa nay trở thành kho báu nhà mình rồi đó. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói là niệm Phật là lấy công đức của Phật A Di Đà làm biến thành công đức của mình, mà là phương pháp song ước. Vì sao niệm Phật là lấy công đức
của Phật A Di Đà làm thành công đức của mình. Bao nhiêu cái công đức của Phật A Di Đà hồi hướng trong cái danh hiệu của Ngài. Đó là một cái kho báu nhà người. Nếu ai chân thật, tin tưởng, thiết tha mà niệm lâu ngày thì trong nhà của họ sẽ có kho báu của Phật A Di Đà. Kho báu đó từ nơi cái công đức Phật hiệu chuyển hóa cái tâm của họ trở thành chân thật cung kính. Mà một chút thành kính là một chút công đức. Thầy thì không có tài giỏi gì. Nói bằng cái tâm chân thật của mình và mình cảm được, mình làm được, mình nói ra như vậy. Có những người đồng cảm, người ta làm được. Nếu thầy làm không được thì chắc chắn rằng Tịnh Thất Quan Âm không thể tồn tại như vậy. Mà không phải tồn tại mà yên bình qua nhiều biến cố. Biến cố thứ nhất là 2014 chú Hiền quản lý. Cái biến cố thứ hai là mới vừa rồi, trước cái ngày hôm qua. Quý vị thấy không biến cố chứ mà thầy thấy biến cố. Biến cố cũng trầm trọng lắm. Là tâm của đại chúng, thầy nhìn về thầy cảm thấy nó lơ là công phu. Lơ là công phu. Thấy niệm Phật một ngày một đêm mà đếm ra được mười mấy vị, vài thầy với vài chú. Tối vẫn đi ngủ hết. Hai, một tháng trời chỉ có một ngày niệm Phật một ngày một đêm nhưng mà lên không nổi. Cơ hội mình đi lấy công đức của Phật A Di Đà, có đại chúng khuyến khích mà đi không lấy nổi. Cái ngủ nó mạnh quá rồi. Vấn Nhàn à, kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Là Vấn Nhàn đi đến Michigan. Câu chuyện này rất là thực tế. Khi đến Michigan thì gặp cái anh này tên anh Văn, chị Quyên. Thì hai vợ chồng cũng nghèo, ở cái nhà rất là ọp ẹp. Để dành dụm tiền làm một cái pháp hội ở Michigan vào tháng tháng 10. Thì anh Văn này, anh có tín tâm với Hòa Thượng Tịnh Không và với thầy. Một mình ảnh ở tại cái tiểu bang Michigan và cái thành phố Detroit. Một mình ảnh ở đây chỉ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, nghe pháp Hòa Thượng, nghe pháp thầy với niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Hầu như tất cả các chùa là phản đối ảnh, ảnh cứ im lặng, chịu đựng, chờ đợi. Nói gì cũng không được và không ai theo hết. Và ảnh nuôi cái mầm ý tưởng để dành dụm tiền để thỉnh thầy đến. Một ngày thôi. Mà khiến sao cái duyên bữa đó đến buổi sáng đã gặp ngay cái đám cưới. Bởi vì ảnh thuê cái hall là cái hội trường nó nằm trong một cái hall lớn đó. Đám cưới ở bên cạnh nó quýnh nhạc rầm 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 buổi sáng. Thầy giảng mà thầy la lên muốn tắt tiếng luôn. Rát cổ họng nó mới lớn lên để cho mấy người đó nghe. Mà tiếng nhạc nó hát bằng cái tiếng Ấn Độ, nó la sùm buổi sáng luôn. Anh buồn, anh đứng bên ngoài, anh không biết cách gì nói hết. Cái đến 2 giờ tự nhiên sao nó ngưng. Đáng lẽ nó 4 giờ nó mới ngưng, 5 giờ nó mới ngưng. Mà sao không biết sao nó ngưng sớm. 2 giờ bắt đầu mình quay trở vô trở lại nó ngưng. Thì thầy giảng cái buổi chiều đó thiệt là ưng ý. Thì khi giảng xong rồi ảnh rất là hoan hỷ. Ảnh mãn nguyện và tất cả những cái người mà hồi trước giờ chống đối ảnh đó, 200 mấy 300 người đó, quay trở lại hết. Một cái tâm nguyện của ảnh trong vài năm tha thiết muốn đem cái bộ kinh Vô Lượng Thọ phổ biến tại Detroit, cái thành phố này và cái tiểu bang Michigan. Một cái ý niệm nhỏ nhoi thôi. Ảnh tưởng chừng như là làm không được. Mà khiến sao đó cái tâm nguyện đó nó bùng phát. Giống như là một trái bom nó nằm im đó. Cái bom nguyên tử nó nằm im đó, nó nhỏ thôi. Mà khi mà cái sức công phá của nó bung lên một cái nó nổ. Là bao nhiêu cái sức mạnh của nó bùng phát ra. Nó nén vô hết trong một cái trái bom đó. Cũng như bao nhiêu cái tâm tư nguyện vọng của anh nén hết trong một cái tấm lòng chân thật, cung kính, tha thiết. Khi thầy đến là anh lấy cái phòng đặc biệt ở bên này, nhà nào nó cũng có cái phòng master bedroom, là cái phòng ngủ chính của cái người chủ trong gia đình lớn. Anh để dành trong đó cung kính, sạch sẽ, hoan hỷ từng chút như vậy.
mà thầy cảm được cái tâm của ảnh. Mà nhà nghèo, nhìn bên ngoài thấy nó rất là nghèo, sơ sài lắm. Thầy kêu sao mua nhà mới thì thôi, để tiền để phóng sanh lên kinh làm pháp hội, ở tạm như vậy để mình giảng sanh. Thì cái chỗ mà thầy muốn nói đến là cứ mỗi tuần tức là chủ nhật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Dễ sợ. Bước đầu ảnh niệm, ảnh ngủ cả gà cả gật, đi té lên té xuống. Làm mấy tháng nay rồi đó, gần cả năm nay rồi. Cứ mỗi tuần là 8 giờ, 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, vợ con ngủ hết một mình. Anh nói khi mà niệm mà nó qua cái giấc ngủ rồi, đấu tranh mà nó qua cái giấc ngủ rồi, nó thú vị vô cùng. Dễ sợ. Còn ngày thường thì anh lo đi làm, anh không thức được. Trong khi đó đại chúng của mình là không có đi làm gì cả. Một tháng có một ngày nhưng mà không niệm nổi. Dĩ nhiên trong chánh điện vừa rồi, trong khu chiên tơ, trong cái phòng vãng sanh vẫn còn trống. Tuy nhiên đến hôm nay không phải khi nghe thầy nói như vậy rồi một tháng hai kỳ là ồ vô, mà phải qua cái đăng ký và ban tổ chức coi nó đủ cái số người đi hai dòng trong đó, chứ không phải bây giờ mình muốn là vô được. Nó qua cái cơ hội rồi. Cho nên một giây phút mà đã qua rồi không thể bao giờ kéo lại được đâu. Mình có ăn năn mình gì đi nữa, mình phải lập chí nguyện lại thôi. Thôi bây giờ mình chịu khó hai thời công phu sáng tối đi. Rồi có thêm nữa mình nghe lời thầy, mình thêm buổi sáng nếu mình rảnh, không có bấm điện thoại, không có ngồi cho nó chơi la cà nữa. Từ từ nó đủ cái công đức rồi, từ từ nó đủ cái tâm lực, nó đủ cái nhân duyên để xếp mình vô niệm một ngày một đêm, rồi từ từ bước lên từng bước nó đủ cái nhân duyên, biết đâu mình đứng mình giảng sanh. Vì vậy hôm nay thầy muốn nói bằng cái tâm trạng cảm xúc của mình khi đi hoằng pháp ở hải ngoại, cũng như gặp hòa thượng Tịnh Không, cũng như là nhiếp chúng ổn định. Mà ổn định đây không phải là ngày hôm nay là thầy ngồi thầy nói chuyện thì thấy đông như vậy, ngày mai là công phu đó, rồi ngày mốt là bắt đầu một chú lên giảng hoặc một thầy nhận huy giảng, rồi bắt đầu đến thầy mà nó vắng nữa. Không muốn cái tình trạng đó xảy ra. Cho nên phương án hồi nãy thầy nhuận từ đưa ra để kiểm tra đại chúng rất là tuyệt, cứ áp dụng như vậy mà làm. Bữa nay không để tự giác nữa mà phải có biện pháp nhiếp chúng bằng một cái pháp chế đàng hoàng. Cho nên hôm nay thầy ngồi đây nhìn về cái tịnh thất Quan Âm, thầy muốn cả đại chúng cái hình ảnh này mãi mãi. Hôm bữa chú bá chú về chú làm cái bát bo để mà chú đi Ấn Độ, bởi vì chú đi Ấn Độ chú cái giọng chú tụng kinh cũng được cho chú đi đó. Thì thường những người nào mà thầy cảm được cái tâm để tự thầy kêu đi thì thầy rất là vui. Còn mà xin đi kêu con có ít tiền đồ này nọ thì cũng được, nhưng không phải mình không vui, nhưng mà họ khởi niệm mình không thích lắm. Thì chú nói thầy cố gắng tranh thủ thời gian sắp xếp để khai thị đại chúng. Đại chúng rất là tha thiết. Cái đó là cái tâm chú tha thiết, nhưng mà lúc trước nó nhìn về thấy vắng quá. Thì mình thấy cái tâm đồng cảm của đại chúng nó chưa có tương ưng đồng cảm với thầy, cho nên nó hơi gượng gạo. Tuy nhiên đến ngày hôm nay tự nhiên nhìn cái tâm của đại chúng á, nó rất là hoan hỷ. Nhưng mà mong rằng tha thiết thực sự nếu mà các vị mà muốn thầy lạy ba lạy để các vị giữ được cái tâm này, hoặc giữ cái hình ảnh này đó, mỗi buổi tối thầy giảng hoặc mỗi buổi tối công phu thầy lạy liền ạ. Đi về lạy để cho họ giữ được cái tâm thanh tịnh tinh tấn, dạ gì mình không lạy. Nói vậy là hết lời rồi đó. Nói như vậy để cảm được cái tâm là thầy tha thiết mong muốn quý vị công phu tối đều đặn, dầu là đi làm công quả nấu ăn khổ cực thôi cũng cố gắng lên tím miếng công đức, ngủ cũng gì ngủ trên chánh điện. Cái đó là cái tâm lười nhác biếng nhác ỷ vì công việc mà mình không có tinh tấn đó, mình ngủ trên chánh điện rồi chút xíu nữa 9 giờ cũng lên ngủ thôi.
nhưng mà điều mình không thích á, cho nên mình không lên thôi. Cho nên cái hình ảnh mà ban đêm thầy không yêu cầu quá đáng là buổi sáng 8 9 giờ hoặc buổi chiều 2 3 giờ 3 4 giờ. Nhưng mà mong cầu cái ban đêm cái đại chúng nhiếp vô để nghe một chú chia sẻ. Đợt trước sắp xếp cái lịch mấy chú chia sẻ buổi sáng ngồi dưới đất thì mỗi chân một số bỏ đi lên hết, nó lạc lẽo từ từ rút hết. Thì tự nhiên có cái cảm giác dạo gần lại đây thấy một số chú giảng cũng không có cảm lắm á, cho nên muốn nghe mà sao nó hơi lưng khừng là biết nó không ổn. Là thầy nhận từ thưa lên thì bây giờ mày xếp lại cái đại chúng như vậy, cứ một ngày là mình tu rồi một ngày là nghe mấy chú giảng là đến thầy giảng. Vì vậy cho nên hôm nay cái vừa rồi ở ngoài pháp hội đó có một cô cổ đưa cái tờ giấy của Ấn Tổ với Ngài Thiện Đạo. Thì Ngài Thiện Đạo nói cái điều này thì tự nhiên cảm đến cái lời Ngài Thiện Đạo mà nói đến Tịnh Thất Quan Âm, là đại chúng bệnh hoạn, cái tiền chữa bệnh rồi thuốc men đồ này nọ cũng nhiều, là bởi vì chưa có dám tin câu Phật hiệu. Ngài Thiện Đạo nói như vậy: người niệm Phật mỗi câu không dứt thì không bệnh gì chẳng lành. Cái câu này của Ngài Thiện Đạo nói thầy cảm được. Bởi vì bệnh họ không lành là do câu Phật hiệu mỗi câu bị dứt, bị gián đoạn, cho nên bệnh họ không lành. Còn nếu mà câu Phật hiệu mỗi câu không dứt vô trong đạo tràng, họ niệm ra ngoài họ cũng niệm Phật thầm nhép môi, và họ thường xuyên giữ câu Phật hiệu như cái tròng con mắt của mình á, nếu mà nó rớt vô một cái bụi là nó sốn chịu không nổi. Cũng như là nó vừa ngưng câu Phật hiệu là mình thấy cái tâm của mình xót xa chịu không nổi. Bữa nay cái trạng thái khi mà cái tâm mà bị xáo trộn á, cái câu Phật hiệu nó không có giữ cái cầm, nó cầm hơi cái sức định, là cái tâm của thầy nó lao chao, nó mất cái năng lượng trong người, thấy nó không còn trọng lượng là thầy quay vô thầy niệm Phật liền, nó giữ lại thăng bằng liền. Bởi vì cái hơi và cái năng lượng niệm Phật nó chứa trong con người của mình, khi mà thấy nó giảm đi cái lượng là mình cảm giác biết liền. Còn cái người mà họ không có tích lũy cái năng lượng niệm Phật trong con người mình đó, khi mà họ giảm họ không biết, và họ lấy lại cái thế quân bình nó không được nữa, là do họ không có thường xuyên niệm câu Phật hiệu để cầm cái hơi đó, rồi họ không có đắc được cái pháp phần của câu Phật hiệu đó, mất thăng bằng mà họ không biết, mà họ biết nhưng họ lấy lại không được. Thì khi mà họ mà lấy lại được thăng bằng hoặc giả cái câu Phật hiệu thường xuyên, nó cầm hơi và họ giữ câu Phật hiệu được thì không bệnh gì không lành. Nó lành từ cái bệnh thân, nó chuyển hóa được cái bệnh thân rồi, nó chuyển hóa phiền não trong tâm, thân tâm lợi lạc vô cùng, một câu Phật hiệu. Bước sang đó Ấn Tổ mới nói: tụng kinh không bằng niệm Phật, giảng pháp không bằng niệm Phật. Ngài nói rõ này: công đức so với tụng kinh, công đức niệm Phật so với công đức tụng kinh thì công đức niệm Phật vượt hẳn công đức tụng kinh. Công đức giảng kinh so với công đức niệm Phật nhiều hay ít? Công đức giảng kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật gấp trăm ngàn lần. Giảng kinh giống như là mình chỉ có nói về kinh, mà nếu mà người ta không hành trì thì cái người giảng, cái công đức của đối phương cũng ít mà mình cũng ít. Còn nếu mình niệm Phật được câu nào thì công đức nó được liền câu đó. Còn giảng kinh mà đối tượng đó họ không có y giáo phụng hành thì coi như là cái công đức lợi tha không có. Mà còn niệm Phật công đức lợi tha có ngay liền tức khắc. Cho nên hôm nay thầy mới chia ra cái thời khóa, là do đọc lời của Ấn Tổ đó, là chia ra cái thời khóa là một cái ngày hôm nay là thầy nhận từ nói chuyện, là thầy nói chuyện. Bởi vì cái giờ mà thầy nói trước là nó sớm quá, mới có 4 giờ sáng á, thì để cái dành cái thời gian đó thầy niệm Phật thêm.
Rồi ngày mai đại chúng tu cũng y chang số lượng người như thế này lên tu, không có sót một mạng nào hết. Kiểm tra kỹ càng, chặt chẽ. Một lần còn cảnh cáo, lần thứ hai cho về. Thực hành đúng cái biện pháp như thế. Bất cứ các cụ, các chú nghỉ lần thứ hai không có lý do là cho đi về. Về thì phải thông báo qua cho thầy. Ai chấp nhận điều này giơ tay lên coi. Cái điều này không quá đáng đâu. Cái điều này không quá đáng là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái điều này đó nó quá dễ rồi. Giơ tay hết đó ngàn. Cái này là giơ tay hết thì lúc đi về là không có cằn nhằn cử nhử ngàn. Bây giờ đang là thanh lọc đó. Giờ đang thanh lọc đó. Đây là đang nói một buổi tối thôi ngàn. Đang nói buổi tối thôi đó. Chưa dám nói 4 bữa. 4 bữa là chỉ về sạch hết rồi đó. 4 ngày là coi như là đi về còn lại có mấy chục mạng chứ không có nhiều đâu. Đây là mới một buổi tối thôi nha, yêu cầu một buổi tối thôi đó. Rồi từ từ bắt đầu mới yêu cầu thêm buổi sáng. Buổi sáng bây giờ không có dám nhắm chắc hết là bởi vì chia ra quét nhà cầu rồi nấu ăn nấu uống rồi không nói rồi. Lúc trước vắng nhàn lên tỉnh thất quan âm là có quy chế là sáng tối không được vắng đó. Mà bây giờ mình không có dám nói là buổi sáng vắng bởi lúc đó là tùy theo mới đi hộ niệm về mệt rồi đó. Rồi có một số người mà đi nấu ăn nấu uống đồ này nọ thì mình không có dám nói rồi. Buổi tối là không còn làm gì nữa, là không có cái lý do gì mà đi vắng hết trơn. Đóng luôn cái phòng kinh sách lại. Lúc trước á, diện cớ đến buổi tối không ai xin kinh sách cũng ngồi về đó chơi. Hồi nãy chú Nhật Thành có nói rằng là gì? Con nghe theo lời sư phụ buổi tối con đóng cái phòng kinh sách lại. Bảo vệ một người ngoài đó. Coi như là lơ là từ trước đến nay. Nếu mà hôm nay mà thầy không có sắp xếp lại là kẹt. Mà sắp xếp này cũng từ ý niệm của thầy Nhân Từ nói là do các chú giảng ấy, nó càng ngày càng rụng hết và thấy không có hưởng ứng nữa mà mấy chú không có soạn bài kỹ càng cho nên thấy nó bị mai một trở ngại hết rồi, không thành tựu được cái điều khoản mà thầy đưa ra đầu tiên mười mấy chú mà bây giờ rụng hết trơn rồi. Coi như là thầy đưa ra đường hướng đại chúng phát tâm chứ không phải bắt buộc, mà làm nửa chừng coi như là không không làm nữa. Dầu cho mình giảng dở lên trên đó không nói được thì gì, mình kêu quốc tử quan hỷ hôm nay con nói không được, hoặc là nhuận hậu nói không được, thôi quý vị niệm Phật với con đi cũng được, vậy thôi thầy cũng quan hỷ mà, nhưng mà lại bỏ cuộc, coi như là muốn làm muốn nghỉ nghỉ, không có sống chết với cái lời tâm nguyện của mình và không có sống chết với cái lời hứa của mình, và coi như là hứa với thầy rồi mà lại lại bỏ cuộc. Coi như là cái tâm này nó không có phải là người có khí phách. Người khí phách dầu cho người ta chết tại chỗ đó người ta vẫn làm. Như hôm trước thầy nói ông Trinh Kha đó, ông đã hứa với bạn là ông tới ông sẽ thủ tiêu, ông giết ông vua Tần Thủy Hoàng là ông đi chết trong triều đình và biết rằng nếu mình không lấy đầu Tần Thủy Hoàng được là 10 phần Tần Thủy Hoàng phải lấy đầu mình, nhưng cũng phải đi. Đó là cái lời hứa. Còn đôi khi mình hứa mình vô mình tu nửa chừng cái mình chơi lén lén mình đi lên, hứa giảng nửa chừng cái rồi bỏ, coi như là cái khí phách của mình thua cái người thế gian. Không phải thầy trách mấy chú mấy thầy mà thầy muốn nói cho các chú các thầy vừa rồi 6 7 vị phát tâm đó giữ vững lập trường, chừng nào thầy kêu ngưng thì ngưng, nói tới nói lui vậy chứ mà thầy nhận nguyện á, nhiều lúc thầy nói như vậy thôi chứ thầy có một cái tính mà thầy vẫn quan hỷ là sư phụ nói sao con làm vậy, nói ngưng giảng là ngưng giảng, nộp tiền đi Úc đi châu Âu nói ngưng là ngưng, nó không đi Ấn Độ ở nhà là ở nhà đó. Người ta gọi kêu bằng là cái gì đó, là y giáo phụng hành đó. Thôi hôm nay trong vòng 1 tiếng đồng hồ, hồi nãy nhớ là nói từ lúc 5 giờ 2 phút bên Cali, Hoa Kỳ. Bây giờ là đúng 6 giờ đó, thầy vẫn giữ đúng cái giờ giấc. Những lời của thầy hôm nay nói ra chắc đại chúng cảm được và những người trên toàn thế giới cảm được.
Cái điều sau cùng thầy muốn đóng đúc kết lại đó là cái tâm của quý vị thanh tịnh. Thì cảm được cái tâm của thầy, thầy sẽ gọi điện về nói chuyện. Còn cái tâm của quý vị không có thanh tịnh, không có tha thiết, không có chân thành, không có cung kính, không có hết lòng muốn nghe pháp, thì tự nhiên nó khiến cái duyên thầy lại đi hoằng pháp hoặc có công việc này việc nọ, nó lại sao lãng đi. Gọi rằng là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, tâm cảm với tâm. Nhưng hôm nay nhìn về rất là hoan hỷ, vì có một cái buổi họp thôi mà nhiếp chúng lại được như vậy. Thì tất cả những người trên thế giới đó, hôm nay mà thầy gửi 7 8 ngàn cái email cho vậy, nó lan truyền khắp nơi trên thế giới. Sáng hôm nay họ vô đây đông dữ lắm, bên Việt Nam tối họ vô đông lắm. Mà họ nhìn cái tỉnh thất của mình phải nói lên sự thật, chứ không phải mình trong đó không tu rồi mình giải đãi rồi mình cứ lúc nào cũng hô hào hơn lên là mình tu. Nói vậy nó không có cảm được cái tâm của chúng sanh. Không tu nó không tu, lúc trước giải đãi có nói giải đãi, bây giờ là tinh tấn, bây giờ cung kính nói cung kính, mà không biết bao nhiêu ngày. Cứ để coi ngày mốt hoặc sáng tối ngày mai công phu lại thì coi nó có tiếp tục như vậy hay không. Tuy nhiên thầy vẫn giữ lập trường, nếu mà còn vài ba người người ta chịu lên nghe thầy cũng giảng. Sắp xếp được cái thời khóa bữa nay là cố định rồi đó. Những lúc mà đi xuống pháp hội thì thầy cho quý vị công phu. Còn những lúc thầy giảng thì mấy chú mấy thầy sẽ lên giảng trước. Đó, cái lịch ban đêm nó như vậy là nó ổn định, cứ giữ như vậy hoài đừng thay đổi nữa. Thầy không muốn thay đổi đâu. Như chưa ổn định bên đó đó là thay đổi, chứ bây giờ là như vậy đó, cứ làm hoài. Cái buổi tụng kinh, cái buổi giảng thầy cũng có thời gian, bên này thầy niệm Phật thêm cho mấy chú mấy thầy cũng có thời gian sắp xếp đề tài. Giảng thì bây giờ bữa nay mình tập trung vô là mình nói trong kinh thôi, không có nói khuyên các cụ chùa mình thế kia thế nọ gì nữa cả. Bữa nay nó ổn như vậy rồi, mình cũng không có khuấy lên nữa. Lâu lâu báo cho thầy, thầy biết, thầy giảng, thầy nhắc nhở, thầy sắp xếp, nó có uy lực hơn. Chứ còn như là các chú một số lên giảng là gần như là cứ nói về cái việc các cụ thế kia, các cụ như thế nọ, những người người ta nghe người ta chán lắm. Như vừa rồi có một cô viết cái tờ giấy, gần như là đến nghe pháp để cô nhìn những cái việc xấu của thầy, chắc bữa nay cô cũng ngồi cô nghe. Cô viết mà có gần như có van xin có lạy lục, mà nó cũng không đáng như vậy. Con van xin thầy trăm ngàn vạn lạy, thầy đừng lên thầy nói rằng thầy in kinh một lần bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu trăm cuốn. Thầy nói như vậy thầy khoe khoang, thầy ngã mạn. Họ chưa có tha tâm thông biết cái tâm của thầy nói là vì như thế nào, mà họ viết trong đó, họ vỡ cái thư, họ kêu là tiểu hạ. Trước khi đến Sanare này họ cũng viết lần nữa, bữa nay họ viết lần nữa. Thì thầy tất cả những lời giảng đó, thầy không phải lý luận đâu, mà điều y theo hòa thượng. Hòa thượng vừa rồi mới nói tất thì ngài in với cái số lượng sách tứ khố toàn thư, một số những cái sách của Trung Quốc, kinh điển 10 triệu đô. Cứ 1 triệu đô là 20 tỷ, là 200 tỷ. Ngài nói như vậy để cho những người khác biết, thứ nhất là tùy hỷ. Thứ hai là cái tiền của quý vị gửi vô là tôi làm việc đó, nói như vậy là làm như vậy. Thứ ba nữa là biết có kinh sách như vậy để người khác người ta xin. Nhưng riêng cô này thì cô nói thầy ngã mạn khoe khoang. Rồi nói phóng sanh bao nhiêu tiền, bao nhiêu con cá. Gần như họ vô họ ngồi nghe họ tìm những cái lỗi xấu, cái tâm họ không đón nhận được một chút Phật pháp. Họ nói họ theo dõi tất cả những buổi giảng của thầy ở các nước trên thế giới, cũng như mỗi buổi sáng thông báo trang web là có nghe liền. Họ nói như vậy không phải là phải phản kháng cái chuyện của nói, nhưng mà thầy muốn nói cho cái con người đó biết, cũng như những người khác. Không phải thầy nói cái điều đó để thầy khoe khoang là một, hai là cho những người khác phát bồ đề tâm. Họ nói thầy nói một lần là được rồi. Mỗi pháp hội nó khác, mỗi con người ở mỗi nơi nó khác, mỗi cảm xúc thầy giảng nó khác. Thầy mong tất cả những người có mặt tại tỉnh thất, cũng như viện chuyên tu và trên toàn thế giới đang online trực tiếp, cũng như nghe lại cái địa giảng của thầy, thì thầy có ngã mạn, thầy có cái gì đã tội thầy mang, nhưng thầy mong các vị bằng cái tâm chân thật cung kính nghe pháp, nghe câu nào tùy hỷ đến câu đó, quý vị lợi lạc vô cùng. Họ nói nhiều điều trong này lắm,
Thì ví dụ chỉ một điều mà họ vô nghe pháp để họ không quan hỷ những lời nói, mà cái tâm của mình đã không quan hỷ chấp trước rồi, nó nghe cái câu gì đó cũng không quan hỷ, nó nghe câu gì nó cũng chấp trước. Họ nói còn nhiều thứ lắm, con chỉ nói bốn điều thôi. Thì khi mà một vị cư sĩ thấy những điều gì sai của một vị thầy, mình nói để cho cái nhân quả, để cho Phật sắp xếp, xử lý, gia trì, mình chỉ biết chân thật là Phật tử đến nghe pháp. Nói như vậy không phải mình không có cái nhận định đúng sai, phải trái. Mình đã tin một vị thầy đó rồi, hết lòng hết dạ, thầy nói sao mình cũng nghe, không một chút suy nghĩ. Đó là người học trò ngoan. Thầy không muốn tất cả những người giống như cô này, giống như con người này, họ viết rất là sắc bén, gần như là họ đến để mà họ họ tìm kẻ hở hơn là họ nghe pháp. Cái câu gì mình thấy không thích, mình im lặng, không suy nghĩ khởi niệm, tốt, đúng. Còn suy nghĩ mà khởi niệm lên là cái tâm suy nghĩ khởi niệm đó, nó quay lại, nó ở trong tâm của mình, không có tốt. Trong khi đó là cái lời nói như vậy, ý tại ngôn ngoại, cái lời nói như vậy mà cái tâm họ không phải ngã mạn như vậy, mà mình nghĩ họ ngã mạn như vậy là cái vết thương lòng nó dày xéo cái tâm can của mình. Cổ nói thì gần như là muốn cho thầy tốt lên, muốn cho thầy không còn ngã mạn, muốn cho thầy gần như là hoàn thiện hơn. Và dĩ nhiên thì phàm phu như thầy cũng còn những cái sơ sót, nhưng mà thầy đọc lại cái tâm mình không có ngã mạn, không phải bào chữa đâu. Họ nói thầy nói khéo lắm, thầy nói rằng là thầy nói bên kinh phóng sanh như vậy, thầy không phải là khoe khoang đâu. Nếu nói như vậy gần như là lửa đổ thêm dầu, chứ không phải là không khoe khoang, nói rồi bào chữa. Hầu như họ chỉ trích từng chút rất là vi tế. Thầy mong con người đó mà chắc là hôm nay có nghe họ ở tại San Jose, cũng như những người trên toàn thế giới, nghe pháp giống như cái tâm của thầy, là hòa thượng nói ngày in 10 triệu đô, thầy hoan hỷ tỳ hỷ liền. Thầy mong tất cả những người cũng như cái cô viết cái thư này hôm nay nghe đó, tỳ hỷ như cái tâm của thầy. Lúc đó là cái cảm xúc thầy lên đó nói chứ không có sắp xếp trước. Nếu thầy nói mà thầy sắp xếp trước, soạn ra thầy nhìn vô giấy là thầy chuẩn bị, đó là nó có cái mưu đồ. Còn cái này tự trong tâm nó bộc phát bằng cái tâm chân thật. Thực sự mình xếp ghế cho Phật tử ngồi để mà gì? Để mà cho Phật tử về đó tu tập mình kiếm một chút phước thôi. Nhưng họ vẫn nói rằng thầy sắp ghế thầy cũng kể. Mà thầy kể thì chỉ nói một lần, đâu có nói nhiều lần. Thầy kể một lần người ta hiểu rồi, làm cái gì cũng kể. Gần như là họ là một con người thầy của mình. Họ nói với cái giọng như thế, mà trong tâm thầy là không có phải ngã mạn, tự nhiên cái lòng cảm xúc nó nói ra, không sắp xếp trước, không chủ động trước. Đó là cái lời pháp của hòa thượng mà thầy cảm phải nói làm sao cho đại chúng hoan hỷ, chứ không phải nói để mình cầu và mưu danh chọt lợi, nâng cao bản ngã. Đó, thì thầy mong cái tâm nghe pháp của mình nó phải chân thật, cung kính, hoan hỷ. Nếu tâm không hoan hỷ, không cung kính, không chân thật, chỉ trích thì mình nghe cái câu nói nào nó cũng sẽ là chỉ trích. Nhất thiết di tâm tạo. Thôi giờ nó quá 10 phút rồi, giờ 6 giờ 10 phút sáng giờ Cali. Thầy xin ngưng tại đây, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho cái Pháp hội niệm Phật A Di Đà, Tịnh Thất Quan Âm cũng như viện chuyên tu cũng như phòng hộ niệm và những người đang nghe trực tiếp online trên toàn thế giới thân khỏe tâm an, phát bồ đề tâm, niệm Phật A Di Đà. Có một ngày quý vị đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, nằm vãng sanh, mở mắt thấy Phật vãng sanh và sống mà về với Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Phật, sư phụ Thượng Giác Thải Nhàn, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, cũng như quý Phật tử đang online trực tiếp trên đường truyền của tỉnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Dạ thì theo cái lịch sư phụ mới học chung buổi sáng thì hôm nay đến nhận từ lên chia sẻ để cầu pháp cùng với chư tôn đức tăng ni cũng như tất cả đại chúng có mặt trong ngày hôm nay. Thì cũng cái câu như thường lệ, cái câu này là cái câu quan trọng, đó là khi chia sẻ có những cái điều gì nó sai sót, không có hợp tình hợp lý, thì nhận từ mong toàn thể chư tôn đức cũng như đại chúng chúng ta hoan hỷ bỏ qua cho và A Di Đà Phật. Cái bước đầu mà khi chúng ta vào đạo cũng như xuất gia cũng như tại gia, trong chùa cũng như ngoài chùa, thì không rời khỏi cái tam quy ngũ giới. Đó là hai cái nền móng căn bản cho tất cả những người tu hành cái pháp gọi là lên trời, hay là cái pháp giải thoát, và pháp môn của chúng ta là dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nó không có rời khỏi cái tam quy ngũ giới này. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ ràng về cái tam quy ngũ giới thì chúng ta sẽ nắm được cái cương lĩnh của cái con đường tu của mình. Tuy hàng ngày cứ đọc là tam quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thậm chí có nhiều vị nghe Pháp hiểu rất là nhiều, rất là sâu, nhưng mà căn bản chúng ta hành chưa được cái tam quy y này. Tại vì theo Hồ Thượng Tịnh Không nói đó, là quý vị sở dĩ không buông xả được. Có nhiều người nói với tôi là tại vì hiểu nhưng mà buông xả khó quá. Ví dụ như chúng ta thấy một món ăn, cái bánh đi, rất là ngon, hàng ngày là nếu mà chúng ta không tu thì có thể ăn 3 cái, 4 cái, ăn no luôn. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta cưỡng lại cũng không được. Thì quý vị nói hiểu là cái bánh đó là nó không có là gì, nó chỉ giả tạo. Nhưng mà cái tại vì buông nó khó quá cho nên chúng ta vẫn ăn. Nhưng mà không phải, Hồ Thượng Tịnh Không có nói là tại vì các bạn hiểu chưa tới cho nên buông không được. Nếu mà các bạn hiểu tới rồi á thì nó tự nhiên nó buông. Cái tự nhiên là cái gì? Tự nhiên là mình thấy cái bánh đó mình không có khởi tâm nữa. Đó là cách tự nhiên. Nó y như tập khí mình, mà khi chúng ta thấy cái bánh đó chúng ta khởi tâm, thấy người ông giai với mình khởi tâm sân hận, đó là cái tập khí tự nhiên của mình. Nhưng khi chúng ta thấy cái bánh đó, thấy người ông già đó, chúng ta không nổi tâm tham, không nổi tâm sân, thì đó là cái tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên nó đi cùng chiều với tự tánh. Còn cái tự nhiên của tham sân si là nó ngược chiều với tự tánh. Cho nên khi chúng ta hiểu chưa tới thì cái sự buông của chúng ta nó không có trót được. Mà khi chúng ta hiểu đến nơi đến chốn rồi thì cái buông chúng ta nó mới viên mãn được. Cho nên cái tam quy thấy nó bình thường như vậy, nhưng mà thật ra nó là cái nền móng, cái cương lĩnh cho toàn bộ Đại Tạng Kinh. Tại vì ở ngoài đời có nhiều người nói là sao? Quy y Phật là quy y với tượng Phật, quy y với cái tượng của Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trên kia. Chọn chùa nào cho đẹp, cho lớn, tượng Phật cho nó linh, để mà quy y với Phật đó, có gì ông Phật đó bảo hộ cho chúng ta. Còn quy y Pháp là chúng ta quy y với quyển kinh mà chúng ta đang tụng. Chúng ta cứ đem quyển kinh đó về, chúng ta thờ, chúng ta để trên chỗ trang nghiêm sạch sẽ, cao ráo, đóng bìa lại cho nó kín, thậm chí chúng ta bỏ vô cái tủ kính cho nó sạch sẽ, ai vô mình cũng giới thiệu. Đó gọi là quy y Pháp ở ngoài đời. Còn quy y Tăng là nhắm một ông thầy nào đó để mà quy y. Ví dụ sau này chú đồng trì đi, ông thọ giới tỳ kheo đi, lên hòa thượng, nhắm huynh đồng trì, ông cúng hay quá, ông tu giỏi quá, quy y ông. Vậy sao? Thì khi chú đồng trì mất thì chúng ta bị chơi vơi, không có biết ai hết. Quy y chú Nhân Biện cũng vậy. Sau này chú Nhân Biện mà có như thế nào đi chăng nữa, quy y chú Nhân Biện để mà chúng ta nương vào ổng khi ổng mất, thì tự nhiên chúng ta kêu ô thầy mình mất rồi, bắt đầu là khóc lóc không có phương hướng nhất định. Cho nên hồi xưa ai thể hiện cho chúng ta là quy y kiểu như vậy, đó là ngài A Nan.
Tuy trên kinh không nói quy y nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được đó là quy y. Tại vì sao? Tại vì ngài A Nan là nghĩ mình là em út của Đức Phật, em họ mà em út. Cho nên các vị tỳ kheo kia cứ tu cho nhiều vô để tự mình giải thoát. Nhưng mà riêng A Nan là cứ nghĩ là sẽ có anh mình cứu mình, bỏ cái tình cảm vào trong cái đạo, bỏ cái quy y theo kiểu mà không hiểu gì vào trong cái tư tưởng của mình. Mà khi gặp nạn Ma Đăng Già thì A Nan mới ngộ ra, à cho dù cha của ta, anh của ta có chứng Phật thì không thể cứu mình khỏi lục đạo luân hồi, mà chính bản thân mình mới cứu được. Lúc đó ngài A Nan mới quay lại quy y với tự tánh của mình để mình cố gắng mình tu, mình trở về với tự tánh mới giải thoát được. Cho nên ngài A Nan thể hiện rất là nhiều. Nhưng từ có nghe các vị hòa thượng, đặc biệt là hòa thượng Tịnh Không nói là khi là sao, là tất cả vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, ngài A Nan Đà, ngài A Nan toàn là có Phật thể hiện, quý vị, có Phật thể hiện hết, mà tỏ vẻ ra là khóc lóc bịnh rịnh rồi la rồi tiếc cái của ngai vàng địa ngọc của mình, sao con mình đi xuất gia mà không ở lại với mình để làm chuyển lưng thánh vương, tỏ ra như vậy. Nhưng mà thật chắc là cổ Phật thị hiện hết. Trong đây chắc cũng có cổ Phật thị hiện, Bồ Tát thị hiện, nhưng mà không biết, có khi bà cụ kia bà ngồi nghe pháp, bà ngủ bà quẹo ra, bà cũng là Bồ Tát thị hiện rồi sao. Cho nên đó là Bồ Tát thị hiện cho mình thấy là cái tấm gương như vậy. Có rất nhiều cái sự thị hiện mình, nếu mà mình giác ngộ được thì mình sẽ lấy tấm gương họ mình làm. Vì vậy cái tam quy y là theo hòa thượng không nói là gì, hòa thượng cũng lấy lời của Đức Lục Tổ Huệ Năng mà nói, quy y Phật là quy y giác ngộ, mình phải giác ngộ. Một con người nếu mà quy y trên hình thức mà không giác ngộ thì không phải gọi là quy y, chỉ gieo duyên quy y thôi. Mà một con người không quy y trên hình thức mà trở về giác ngộ, biết cái sự vật sự việc, biết rõ hình tướng của chúng, thì đó gọi là quy y mười phương chư Phật luôn. Không những quy y Đức Phật A Di Đà mà quy y mười phương chư Phật. Quy y Pháp là chúng ta quy y cái chánh, là những cái tâm niệm của chúng ta khởi lên chân chánh theo cái kinh của chúng ta thì gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng là chúng ta thanh tịnh, không có nhiễm, không có nhiễm bất cứ một cái bụi trần nào, thì đó gọi là quy y Tăng. Cho nên là khi chúng ta nghe ở ngoài đời, có một số vị nói là kinh vô lượng thọ không có, nói là sư phụ mình nói là quy y với Đức Phật A Di Đà mới được dẫn sanh. Thật ra các chú mọi người nghe cũng thừa hiểu đó là cái lý luận của các vị đó, nhưng mà đọc trong kinh vô lượng thọ thì Đức Phật có nói là quy y với Đức Phật A-di-đà là khi giảng sanh về tây phương cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Cho nên hòa thượng Tịnh Không mới lấy hai cái chữ Diệu Âm đó đặt ở cõi ta bà của mình với pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Cư Sĩ là pháp âm mình đã, các pháp danh mình đã quy y với thầy trước của mình, hoặc là mình mới quy y mình đặt cũng được, nhưng mà đặt hai chữ Diệu Âm lên trước. Diệu Âm là A-di-đà Phật. Cho nên không biết mấy vị đó như thế nào, nhưng mà chúng ta thừa hiểu là cái này là cái chánh pháp, đi đúng cái đường hướng, đi đúng cái mục tiêu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy chúng ta chỉ nương theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư của mình để quy y với bộ kinh vô lượng thọ, và chúng ta quy y dưới Đức Phật A Di Đà, quy y với những vị tăng mà trong thời này hoằng pháp pháp môn tịnh độ, hoằng pháp cái bộ kinh vô lượng thọ này, thì đó là lợi ích cho mình. Còn những người khác thì sẽ không mang lại lợi ích cho họ, mà chúng ta nghe theo họ thì rất là nguy hiểm. Cho nên nếu không hiểu không biết thì như những từ là tránh là tốt nhất, không nên nghe nhiều đọc nhiều, mình suy nghĩ nó nhiều thì nó dễ bị phân tâm. Vì vậy cái quy y là cái bước đầu tiên mà chúng ta vào đạo, khi hiểu được thì chúng ta niệm Phật nó rất là tốt. Cho nên quy y tượng gỗ Phật xi măng đó là trên hình thức cũng là cái phương pháp tốt, nhưng mà không phải là chân chính quy y.
Khi quy y với Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải nghe lời Ngài là tụng một bộ kinh Do Đường Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà nói là niệm danh hiệu của Ngài, trong kinh Do Đường Thọ nói là niệm sáu chữ Nam Mô Quy A Di Đà Phật để hồi hướng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đời này chúng ta chỉ hành trì những cái đó, tự nhiên là tâm khai ý mở, các pháp nó đều viên dung vào một câu A Di Đà Phật và bộ kinh Do Đường Thọ này. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói kinh A Di Đà là tiểu bản của kinh Do Đường Thọ, kinh Do Đường Thọ là tiểu bản của kinh Hoa Nghiêm. Và nói ngược lại là sao? Kinh Hoa Nghiêm là đại bản của kinh Do Đường Thọ và kinh A Di Đà. Cho nên chúng ta cứ yên tâm mà một đời này mình hành trì. Vì vậy các cụ ở trong này là một cái phước duyên rất là lớn. Đây là nói sự thật. Tại vì Đức Phật có nói là gần bằng thiện, tránh bằng ác. Khi chúng ta ở chúng ta tốt mà chúng ta ở chung với người xấu, người giải đãi, không có chịu tu hành, tu theo những phương pháp tà đạo, thì tự nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ bị nhiễm theo những cái tập khí này. Ông bà chúng ta nói câu rất hay là sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi chúng ta gần cái hũ mực thì đến một ngày nào đó vô tình hũ mực đó nó sẽ văng, không ít thì nhiều, một vài giọt mực vào quần áo của chúng ta. Mà vài giọt mực này rất là khó để lấy lại cái hình dáng ban đầu là một chiếc áo trắng tinh. Khi chúng ta bị nhiễm rồi thì rất là khó lấy lại những cái ý niệm ban đầu về cái sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái quan trọng nhất của người căn bản mới tu là sao? Là phải gần bạn lành và tránh xa bạn ác. Ví dụ các cụ ở trong này, nhiều cụ giải đãi thì mình tránh xa ra, mình không nên chơi. Các chú giải đãi không nên chơi chung. Và các chú mà không tin tưởng pháp môn tịnh độ này thì chúng ta gần họ một thời gian, tự nhiên cái tư tưởng, cái tập khí, những cái gì mà họ đã tiếp xúc với mình tự nhiên nó thấm vào mình lúc nào không hay. Thấm vào mình lúc nào không biết luôn. Mà đến một lúc mình ngộ ra là người khác chỉ dạy cho mình cái đường hướng đúng đắn thì mình không nghe. Nó ngộ vậy đó. Cho nên là Đức Phật nói là không sai. Căn bản của chúng ta là sao? Tìm nơi thanh tịnh mà tu, tìm bạn hiền mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta khuyến tấn lẫn nhau để tu hành, một đời này chúng ta giải thoát. Nếu không khéo thì sẽ gặp những bạn ác như vậy, nó rất là nguy hiểm cho cuộc đời tu hành của mình. Tại vì một đời này chỉ có vài chục năm tu hành thôi, mà khi chúng ta không có cố gắng nghe lời Đức Phật, nghe lời các vị đi trước là ân sư của mình, thì rất là khó mà bảo tồn được cái bồ đề tâm của mình cho nó kiên cố. Thật sự mà nói thì nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản tánh con người thì ai cũng thiện, nhưng mà vì tập khí, vì tiếp xúc xung quanh bên ngoài, nó sẽ trở thành ác. Cái ác này chúng ta không biết, chúng ta cho đó là cái đúng đắn của mình. Ở ngoài đời thì chúng ta cứ nghĩ mình là đúng, cho nên bắt cần mọi việc. Ví dụ người đó có lỡ vi phạm gì với mình thì chúng ta bắt cần, chúng ta không chơi với nhau nữa. Bây giờ một là một, hai là hai, chứ không nói tới nó lừa nhiều. Giờ được thì chơi, không được thì thôi. Đó là bản tính ngoài đời. Còn đối với Phật Pháp thì chúng ta phải dung thông tất cả. Cho nên trong ba đạo, Thích, Nho, Đạo thì đều giống nhau trên cái phương diện mà dạy chúng ta bên cái phương diện giáo dục. Ví dụ ở bên nhà Nho là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Còn bên nhà Phật chúng ta là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó láo, uống rượu là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Không sát sanh là nhân, không tà dâm là lễ, không nói láo là tính, không uống rượu là trí. Năm cái phương thức căn bản này, khi mà chúng ta đã hiểu được rồi thì ba nhà Nho, Thích, Đạo nó không có khác nhau mà giống nhau. Tại vì sao mà thể hiện như vậy? Tại vì sao Ngài Khổng Tử không thể hiện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác để độ cho chúng sanh? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thể hiện là một Ngài Khổng Tử để độ cho chúng sanh? Tại vì duyên mỗi người mỗi khác, căn cơ mỗi người mỗi khác. Chúng sanh ở bên Trung Quốc thời đó là thích hợp với nhà Nho, cho nên Đức Khổng Tử mới thể hiện ra là Ngài Khổng Tử để độ cho những chúng sanh đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2.500 năm trước là có duyên với chúng sanh ở Ấn Độ đầu tiên, cho nên thể hiện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa
tất cả các giáo phái ở nước Ấn Độ quy về, quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mỗi người duyên mỗi khác, nhưng mà đồng một tư tưởng, đó là đạo. Không nhất thiết là phải thể hiện Phật, không nhất thiết thể hiện Bồ Tát. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phẩm Phổ Môn có nói là đáng gì, đáng dùng thân gì được độ thì hiện thân đó, đáng dùng thân Tỳ Kheo Ni được độ thì dần dùng thân Tỳ Kheo Ni, đáng dùng thân Sa Di được độ thì dùng thân Sa Di, đáng dùng thân cư sĩ, dùng thân U Bà Tắc, U Bà Di được độ thì dùng tất cả mọi thân đó để độ chúng sanh. Quan trọng là dụng tâm là gì, mọi người độ người đó thì tự nhiên là sẽ hiện ra cái hình tướng đó để độ cho chúng sanh. Thậm chí Phật Bồ Tát có thể hiện thành cành lá cây cỏ để độ cho một người nào đó nếu họ có cái vật đó mà họ giác ngộ. Cho nên ở bên Nho gia là Khổng Tử, bên Đạo giáo là Ngài Lão Tử. Ngài Lão Tử là một vị mà tu bên cái đạo giải thoát Minh Tiên, công phu cũng rất là thâm hậu. Cho nên khi Khổng Tử gặp Ngài Lão Tử thì cái cảnh giới lúc đó chưa có được nâng cao, thấp hơn Lão Tử nhiều. Thì Khổng Tử mới sao? Đầu tiên là phát nguyện là sẽ vào trong triều đình để dùng cái đạo Nho gia này, cái đạo giáo hồi xưa để ứng dụng triều đình để bình thiên hạ. Nhưng khi gặp Lão Tử là Lão Tử đá một vài câu vào cái tính của Khổng Tử là ngã mạn. Những từ nhớ nhất là câu ngã mạn. Lúc đó Khổng Tử cảnh giới chưa nâng cao. Đó là tại sao? Tại vì ông không lo tu thân ông trước mà ông lo ông độ người khác trước. Thì đó là rất là nguy hiểm. Cho nên sau đó Ngài Khổng Tử mới nói là Lão Tử là một vị là gọi là đạo cao đức trọng, chúng ta không thể với tới được. Từ sau đó là Khổng Tử về bắt đầu là cũng là nghe thì nghe nhưng mà không có hành theo, cũng đi các nước để cầu làm quan trong triều đình. Nhưng mà cuối cùng cái duyên không được, cho nên cuối cùng các năm cuối đời Ngài bắt đầu tập trung vào việc giáo dục, sau này trở thành một vị thánh của Trung Quốc, đó là vị thánh bên Nho gia. Đó là một Ngài Khổng Tử mà đạo cao đức trọng. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói là Bồ Tát thì hiện y chang như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà thể hiện như vậy thôi. Vì vậy khi chúng ta muốn mà bình thiên hạ thì chúng ta phải trị quốc cho tốt mới bình thiên hạ, mà muốn trị quốc cho tốt thì chúng ta phải tề gia, mà muốn tề gia cho tốt chúng ta phải tu thân. Cho nên cái tu thân là cái căn bản. Sở dĩ có nhiều chư vị nói khi tôi tu như vậy nhưng mà tại sao tôi nói gia đình không nghe, mẹ tôi không chịu nghe, anh tôi không nghe, thậm chí vợ tôi, chồng tôi không chịu nghe. Nguyên nhân gì sao? Nguyên nhân là chúng ta không trị cái thân mình trước. Khi chúng ta tu tốt rồi tự nhiên họ theo. Mình sẽ có vô biên phương tiện, khéo léo, uyển chuyển để dìu dắt họ qua cái bờ mê giải thoát, đến bờ giải thoát này. Cho nên cái tu thân là cái cốt yếu, cốt lõi quan trọng nhất. Lúc đó chúng ta sẽ tự nhiên biết tề gia. Và đi ngược lại là sao? Từ tề gia chúng ta sẽ đi lên trị quốc. Từ trị quốc chúng ta sẽ bình được thiên hạ. Cho nên cái quan trọng nhất là cái tu thân. Hai vợ chồng sở dĩ ở chung với nhau mà không hoan hỷ được với nhau, cũng học Phật Pháp đàng hoàng, cũng tu tập nó cũng rất là tốt, nhưng mà không hoan hỷ được là vì cứ lấy Phật Pháp để nhìn vợ, lấy Phật Pháp để nhìn chồng, thì không có cách nào mà sống chung với nhau được. Đại sư Quan nói hai vợ chồng sống chung với nhau phải lấy cái sự lễ giáo ra mà đối xử với nhau. Cho nên huynh đệ chúng ta trong chùa cũng như vậy. Nhưng từ đang tập cái pháp đó là quay lại nhìn bản thân mình, trị bản thân mình trước, rồi đủ duyên thì chúng ta xếp đại chúng và khuyên nhủ huynh đệ tu hành. Đó là trị bản thân nhìn từ trước, từ cái thân cho đến cái tâm phải trị nó trước, xong rồi mới bắt đầu là chia sẻ với các chú về cái vấn đề mà sư phụ truyền đạt lại. Cái vấn đề này rất là khó. Khi trị được mình rồi thì tự nhiên sao? Thân tâm an lạc, lý đắc tâm an, thì từ trường tỏ ra và những hành vi hành động của mình những người khác thấy, người ta sẽ hoan hỷ tiếp nhận một cách tự nhiên, không có cưỡng cầu ép buộc, mà sẽ theo đó mà tu hành. Cho nên cái tu thân
Tề gia trị quốc bình thiên hạ không những ở ngoài đời mà trong chùa cũng như vậy. Ví dụ các cụ sống chung với nhau mà nó có nhiều cái xích mích gây gổ với nhau thì chúng ta phải nhìn lại bản thân mình trước. Lúc trước những từ kể cho các cụ và đại chúng nghe một câu chuyện như vậy. Thì không biết hôm nay có bà cụ đâu ở trong này, những từ cũng không có biết. Có gì những từ mong bà cụ hoan hỷ. Khi những từ họp chúng dưới trai đường đó, thì các cụ bắt đầu tập trung lại. Lúc đó thì không có việc gì, nhưng mà họp chúng lại để nói chuyện các cụ cho vui, rồi hát hò, các cụ có những bài hát Phật Pháp rồi để cho tinh thần phấn khởi. Có những món quà sư phụ gửi về thì các cụ rất hoan hỷ. Thì những từ mới hỏi, ở trong này có cụ nào mà trong thời gian vừa qua tu tốt á, thì đứng dậy chia sẻ chung với đại chúng để mọi người học hỏi kinh nghiệm một ít. Cuối cùng có một bà cụ đứng lên. Chà, ngon dữ người ta. Cuối cùng có một người xuất hiện. Thì những từ mới nghĩ trong bụng với nhau. Đó mình tưởng là ngon lành. Nghĩ trong bụng kia, ồ bà cụ này giỏi quá, tu hành tốt, tự tin đứng lên để chia sẻ đại chúng quá tốt. Cái những từ kêu đưa mic cho bà cụ nói chuyện đi. Bắt đầu là mấy cô dạ dạ đưa mic. Mà mấy cô bụng miệng cười tủm tỉm những từ không biết cái gì. Không biết là mấy cô cười cái gì, chắc những từ nghĩ chắc bà cụ này tu tốt mà bây giờ mới xuất đầu lộ diện cho nên đại chúng trong đó cười. Những từ cũng biết trước cười theo, không biết gì. Cụ đứng lên chia sẻ, dạ con tu hành rất là tốt. Một ngày tu 4 thời y chang như đại chúng. Và có nhiều người nói con, chửi con, đòi đánh con nhưng mà con không đánh lại. Kêu, à ngon người ta. Trên cái sự là sao? Tu chung với đại chúng và chửi thì không chửi lại, đánh thì không đánh lại là quá tuyệt rồi. Còn trên cái tâm thì bà cụ nhìn thì nếu mà so với lại Huynh Đồng Trì thì cũng ngang ngửa vậy đó. Huynh Đồng Trì ở chùa đặt gọi là ông chàng thanh niên 70 tuổi, hơn 70 tuổi mà nhìn rất là đẹp. Thì bà cụ đó cũng y chang như vậy, nhìn rất là đẹp hảo tướng. Tóc tai đờ bỉnh trĩnh, má nó căng căng hồng hào quá đẹp luôn. Nhưng mà khi mà đại chúng bỗng miệng cười, nhưng tôi cũng biết bà cụ kể ra hành trạng như thế này thế nọ. Bữa có cô kia bả đòi đánh con đồng thinh nữa thầy, nhưng trong tâm con niệm Phật liên tục, kêu ngon á. Lúc đó đi giảng sanh mới dễ chứ. Bắt đầu nhận từ cho một tràng pháo tay, các đại chúng vỗ tay ầm 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 ầm, xong xuôi hết. Nhận từ mai nhận từ lên trên cốc nghỉ. Có một cô chạy lên kêu có hai một cụ với một cô đòi đánh lộn. Nhưng từ cái ồ ai mà cả gan người ta. Chứ phụ đã nói hai người cãi thôi là ra khỏi chùa, bây giờ có hai bà đòi đánh lộn luôn. Ghê thiệt. Cái nhận từ kêu hai bà đó lên đây. Bắt đầu hai cô dẫn lên. Cái một cái ủa. Sao mới hôm qua mới thấy mà. Hôm qua mới thấy là kẻ là ngon lành đó mà sao giờ sao đánh lộn. Bà chùi má kêu ơi con, bà cô đó bà xạo quá, cái con nóng quá con đòi đánh bà xịt máu răng á. Trời đất ơi, mới nói là tu tốt đây, bây giờ sáng là đòi đánh là người ta chảy máu rồi đó. Cái nhân từ mới nghĩ được một chết mình bị hố đấy. Không biết, nhân từ không có thật thông nên không biết được nào rờ. Thì ngồi mới giải quyết xử lý, bà cụ đó khóc rất là nhiều. Thì bà cụ này cũng được một cái là bà nói nó thiệt và cũng chịu sám hối. Thì riêng cái cô kia thì cũng rất là tội. Cho nên kể câu chuyện như vậy để mọi người biết là chúng ta phải hiểu cái lý thì tâm mới đắc được. Khi hiểu lý thì chúng ta sẽ đi trên cái đoạn đường của mình. Cho dù có những hầm hố trong gai thì chúng ta vẫn có thể nhảy qua được. Ví dụ như đi từ ở dưới khu chuyên tu lên trên tỉnh Thất Quan Âm, chúng ta biết được ở chỗ nào có hố gà. Biết được cái lý như vậy và biết được cái tay lái của chúng ta, khi chúng ta quẹo cái tay lái thì xe nó sẽ đi qua bên phải, nó lách được ổ gà. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ không bị những hầm hố đó. Và khi lên chùa cũng như vậy. Lên chùa thì chúng ta sẽ biết đường đi lên chùa rất là khó. Người không biết lái xe thì nó cũng hơi sợ một xíu. Cho nên chúng ta biết được tình hình như vậy, tự nhiên tâm chúng ta nó an xuống. Khi tâm an là sao? Lên chùa một cách thoải mái. Còn những người mà không biết đường á, không biết lái xe, không biết nắm vững phương pháp lái xe thì khi đi trên đường gặp hầm hố là ủi xuống đổ thừa cái hố đó. Tại sao người ta làm nó trình hình như vậy? Cho nên là lý đắc tâm an là ở cái vấn đề này. Khi chúng ta hiểu được cái phương pháp thì chúng ta sẽ biết cách tu hành. Gọi là tu là phải học, mà học mà không tu thì gọi là tu mù, gọi là cái tủ cái đẩy đựng sách. Mà tu mà không học thì gọi là tu mù.
Cái câu này rất là chí lý. Cho nên các vị cổ đức có một câu đó là sao? Khi chúng ta hiểu được những cái lý của đạo làm trời, đạo làm người, thì tự nhiên tâm chúng ta là vạn vật vũ trụ. Nói thì nó cao nhưng mà hiểu ra thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho bản thân mình. Khi chúng ta hiểu được cái lý là tất cả những đại chúng trong này tụ họp lại là một cái duyên, cái nhân duyên rất là lớn. Từ những chú lái xe cho đến những chú trưởng ban hộ niệm, những chú làm giấy tờ này nọ, kể cả các chú mà dẫn chương trình này nọ, đó cũng là một cái duyên nhiều đời nhiều kiếp của mình. Và khi huynh đệ có những cái chuyện nào đó thì đó cũng là cái nhân duyên. Khi chúng ta muốn gỡ nhân duyên này thì bằng cách là sao? Nói thật với quý vị, quý vị mà muốn nâng cao cảnh giới thì những từ chia sẻ thật từ Hòa Thượng Tịnh Không và sư phụ mình, nên là nói chân thành. Những từ làm chưa được nhưng mà cố gắng thực hành, quý vị vẫn là một câu là hồi quang phản chiếu lại bản thân mình, nên là nói chân thành với quý vị đó. Nếu không hồi quang phản chiếu lại bản thân mình thì tu muôn đời muôn kiếp vẫn là đọa lạc, là đáng đọa lạc, là sẽ đọa lạc. Đây là nói thật. Cho nên cổ đức, và nãy những từ mới nghe Hòa Thượng nói một câu là cổ đức thường cười mọi người là cái gì? Khi mà quý vị niệm mà miệng niệm mà tâm không có, gọi là đau mồm rắc họng cũng uổng công. Tâm không có là sao? Tâm không tương ứng với Phật thì gọi là tâm không có. Thì khi những từ nghe câu này thì cuộc đời những từ lấy hai câu là sao? Tất cả vạn vật đều là duyên, và phản cầu tự kỷ là quay lại nhìn bản thân mình trước. Kể cả quý vị tu trong chùa cũng như tu ở ngoài, thì quý vị để ý thấy đi, tự mình suy nghĩ một xíu, đó là sao? Khi chúng ta quay lại nhìn bản thân mình, tại sao có những phiền não đó? Là do nhìn lỗi người hết trơn. Nó trắng ra là như vậy, do nhìn lỗi người hết. Mà khi nhìn lỗi người thì nó sẽ khởi ra những phiền não, tật đố hơn thua, kiêu mạn, tà kiến, không có chạy đi đâu hết. Mà khi chúng ta quay lại nhìn bản thân mình, thậm chí cái sự việc đó nó rõ ràng là nó đúng như vậy, nhưng mà người ta vẫn có những cái hiềm khích với mình thì do bản thân mình hết trơn. Khi chúng ta nhìn như vậy thì tự nhiên là chúng ta thấy là mình tu còn rất là dở. Chúng ta thấy những người đó đều là những chư vị mà chỉ dạy cho mình. Thật sự khi quý vị mà hành thử dài tháng đi, 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, người nào mà công phu tốt thì hành cái điều này, trong khoảng 3 năm thì những từ bảo đảm chắc chắn sẽ thấy khác với so với ngồi hiện tại bây giờ. Quý vị hành thử theo lời Hòa Thượng thử đi. Những từ cũng đang hành đó. Đây là những từ chia sẻ chân thành thật với quý vị là chúng ta cố gắng hành như vậy đi. Khi người khác đối xử với mình nó không tốt thì chúng ta quán thử cái tâm mình nó như thế nào. Quán bằng cách của Tịnh Tông là sao? Niệm coi như Đà Phật là viên mãn nhất. Chỉ quay lại niệm coi như Đà Phật là sẽ có vô lượng giác. Và chúng ta nghĩ là tất cả đều do ta, tất cả mọi người vạn vật xung quanh biểu hiện đều là chư Phật Bồ Tát hiện ra để giáo hóa một mình thôi. Hòa Thượng Tịnh Không giảng là để chỉ cho mình cách tu. Sư phụ hồi sáng khai thị và những buổi trước khai thị là để chỉ riêng cho bản thân những từ, không chỉ cho ai hết. Cho nên khi chúng ta nghĩ như vậy thì nghe Pháp nó sẽ có được những cái niềm pháp hỷ. Khi có việc gì chúng ta đầu tiên chúng ta tập thì nó phiền não, nhưng mà khi chúng ta tập lần lần phiền não rơi rụng lần lần đến lúc diệt mắt, hồi nào mà chúng ta không biết. Tại sao không biết? Tại vì đó là tự tánh của mình rồi, thì mình không biết là để lẽ hiển nhiên. Không biết là sao? Tại vì phiền não nó không có thật. Nó không có thật. Khi chúng ta muốn khởi phiền não cũng khởi không được. Đó là cảnh giới cao rồi. Cho nên cái quan trọng nhất là tu thân. Và tu thân là quay lại nhìn bản thân mình trước. Cho dù huynh đệ có như thế nào đi chăng nữa thì đó là do mình không đúng. Cho dù người ta, thậm chí các chú tu không tốt thì những từ cũng tập nghĩ là do những từ tu không tốt, mà thật sự là như vậy, những từ tu cũng chưa tốt. Thì sao? Tự nhiên nó tâm nó an bình, rồi nó sẽ lộ ra những pháp hỷ sung mãn. Rồi gặp chuyện gì mình cũng có cái trí tuệ mà nhìn ra cái sự việc đó phải giải quyết như thế nào, mà không cần suy nghĩ phiền phức nhiều. Từ lúc đó tâm chúng ta bắt vào câu Phật hiệu, y như là một người là đã có sức khỏe mạnh rồi,
Y như là Lý Đức ở ngoài đời tập thể dục thể hình đi, khỏe như vậy đó. Các cô chắc không biết, nhưng mà các chú biết Lý Đức ở ngoài đời rất là khỏe. Khi như vậy rồi mà một mình leo núi, có hai người hai bên kéo lên, đằng sau đẩy, một người đằng trước cầm dây kéo lên, thì đi nó nhanh hơn. Cho nên tình hình nó là như vậy. Tình hình là gần hết giờ, nhưng từ không có biết, mong mọi người hơn hỷ. Dạ A Di Đà Phật. Thôi chúng ta niệm Phật hồi hướng. Dạ A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Phật Di Đà thân kim sanh tượng tốt quang minh từ trang nghiêm, Di Huyền chuyển bành hào ở bốn biển lớn ra mà ngàn bành biên, trong hà quang vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ngài ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh. Từ bê tế ma độ Nam mô Tây phương Cần Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà
Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
Đà Phật, A Di 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 Đà Phật,